tự nhận là thầy phong thủy có khả năng biết trước tương lai. Gã thầy bói đã lên kế hoạch lừa các quý bà uống nước thần tăng tuổi thọ để cướp tài sản và gây ra thảm án 5 thi thể trong căn hộ. Hãy cùng mình đi tìm hiểu vụ án này nhé. Sáng ngày 22 tháng 7 năm 1998, một người đàn ông họ Hứa đến đồn cảnh sát Hải Tân ở quận trung tâm Cửu Long trình báo vợ mất tích từ tối hôm qua. Ông Hứa là chủ tịch công ty niêm yết Chanel Well. Vợ là bà Lâm Xuân Lệ, 49 tuổi, là giám đốc điều hành của công ty. Một ngày trước khi biến mất, bà Lệ có đến ngân hàng rút 770.000 đô la Hồng Kông. Cũng trong sáng 22 tháng 7 năm 1998, đồn cảnh sát Hải Tân nhận được trình báo bà Thái Lệ Trân, 45 tuổi, cả đêm qua không về nhà, trước đó cũng đi rút 220.000 đô la Hồng Kông. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện bà Lệ và bà Trân có mối quan hệ thân thiết với bà Từ Thuận Cầm, 41 tuổi, sống ở khu Hoa Viên Đức Phúc, Vịnh Cửu Long. Cảnh sát gọi điện đến số điện thoại của nhà bà Cầm, nhưng không ai trả lời. 18 giờ ngày 23 tháng 7 năm 1998, dựa trên thông tin do bạn của bà Lệ cung cấp, cảnh sát tìm thấy địa chỉ của nhà bà Cầm ở phòng 501, tòa nhà C, Hoa Viên Đức Phúc. Cửa phòng 501 đóng kín, trên cửa sổ có treo một chiếc kéo sắt, được chằng nhiều sợi dây màu đỏ. Cảnh sát gõ cửa nhưng không ai trả lời, cũng như không nghe thấy tiếng động nào. Khi họ phá cửa xông vào, họ phát hiện trong nhà để đèn sáng rực. Bên trong, 5 thi thể nằm rải rác, một ở trong phòng khách, 2 trong phòng ngủ, 1 trong phòng tắm và 1 trong nhà bếp. Nạn nhân là bà Lệ, bà Trân, bà Cầm và hai con gái, 15 và 17 tuổi. Họ đều mặc áo choàng đạo sĩ sáng màu. Các thi thể không có vết thương, không có dấu vết bị di chuyển, cũng không tìm thấy thuốc hay chất độc gây chết người tại hiện trường. Cảnh sát phát hiện 3 tờ giấy màu đỏ có viết chữ của 3 người phụ nữ. Nội dung hầu hết liên quan đến việc chồng ngoại tình, bị lừa dối tình cảm. Một tờ giấy khác do chủ nhà là bà Cầm viết, ghi danh sách những việc liên quan đến nghi thức làm phép, bao gồm trứng, đường, ghế đầu, các món đồ đều được tìm thấy trong phòng. Căn cứ theo ngày ghi trên tờ giấy, cảnh sát suy đoán 5 người phụ nữ đã hẹn nhau đến đây thực hiện nghi lễ và đàn thờ vẫn còn tại hiện trường. Theo cảnh sát, vụ án có những điểm đáng ngờ như trong phòng có dấu vết tẩy rửa. Bà Lệ và bà Trân trước khi chết đều rút một số tiền lớn và cho biết sẽ gửi lại toàn bộ sau khi hoàn thành nghi lễ. Nhưng hiện tại số tiền này đã biến mất. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả 5 nạn nhân chết vì ngộ độc cyanua. Điều tra các mối quan hệ của các nạn nhân, cảnh sát phát hiện một người đàn ông họ Tất, bạn thân của bà Cầm, đã rời khỏi Hồng Kông vào thời điểm xảy ra án mạng, hiện nay không rõ tung tích. Ông Tất tự xưng là đạo sĩ Mao Sơn, mở công ty thương mại. Ông ta có mối quan hệ thân thiết với cả 3 người phụ nữ đã thiệt mạng. Gần đây ông Tất nói với 3 người rằng biết thuật ngũ quỷ vận tài để thúc đẩy tăng tài lộc, dùng tiền để tạo ra càng nhiều tiền hơn. Ông từng hứa với nhóm bà Cầm rằng sẽ tăng gấp 3 số tiền của họ sau khi làm phép. Từ manh mối quan trọng này, cảnh sát tin rằng ông Tất đã cố tình dàn dựng vụ lừa đảo tiền đẻ ra tiền để dụ 3 người phụ nữ vào bẫy, sát hại họ rồi ôm tiền bỏ trốn. Khi đội điều tra truy tìm tung tích của ông Tất, vài ngày sau, ông ta đã chủ động liên lạc với cảnh sát. Ông Tất khai rằng chưa kịp làm phép thì đã nghe tin 3 người họ chết. Ông ta có bằng chứng ngoại phạm nên được loại bỏ nghi vấn. Khi điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện vụ án dường như liên quan đến giáo phái bí ẩn. Kiểm tra căn hộ của bà Trân trên đường Hầu Vương, gia đình phát hiện nhiều đồ vật kỳ lạ, bao gồm gương, bút lông, dây thừng màu đỏ. Trên tường có dán một số thái cực đồ màu vàng và màu xanh lam. Những món đồ tương tự cũng được tìm thấy tại hiện trường 5 thi thể ở Hoa Viên Đức Phúc. Gia đình còn cho biết, gần đây bà Trân bị ám ảnh bởi giáo phái nào đó. Mỗi ngày đều rửa tay thắp hương ở nhà và tiêu rất nhiều tiền. Cảnh sát bí mật điều tra giáo phái này, bắt giữ được một số thành viên để thẩm vấn, nhưng phát hiện không có mối liên hệ nào với vụ án 5 thi thể. Manh mối từ đó đã bị cắt đứt. Khi cuộc điều tra bế tắc, một người bạn của bà Cầm cung cấp thông tin quan trọng. Ngày 21 tháng 7 năm 1998, 3 người phụ nữ họ đều mời một đại sư phong thủy tên là Lý Dục Huy tới nhà làm lễ. Cả 3 đều rất tôn sùng Huy. Cảnh sát phát hiện Huy đến Hồng Kông vào ngày 19 tháng 7 năm 1998 và rời đi vào ngày 21 tháng 7 năm 1998. Huy khi đó 46 tuổi, đến từ thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, từng làm việc tại một công ty rau quả. Năm 1992,
Huy xin nghỉ để tự kinh doanh, nhưng không kiếm được bao nhiêu. Sau đó, ông ta đột nhiên say mê kinh dịch, đi học lớp khí công ở Quảng Châu. Khi trở lại Sán Đầu, Huy tự nhận mình là một đại sư, tinh thông ngũ hành bát quái. Nhờ tài ăn nói, ông ta đã dần nổi tiếng. Năm 1995, khi đến Hồng Kông thăm chị gái, Huy xây dựng được tiếng tăm là đại sư phong thủy Sán Đầu, kiếm được hơn 200.000 đô la Hồng Kông qua việc xem bói. Chị Huy lập đàn tại nơi ở trên đường Hậu Vương, thu hút được lượng lớn phụ nữ có gia đình đến cầu phúc, trừ tà, xua đuổi tiểu tam. Khi cảnh sát liên hệ, Huy cho biết được bà Lệ mời đến làm lễ tại nhà riêng vào ngày 21 tháng 7 năm 1998. Nhưng tối hôm đó, một người đàn ông họ Từ nhận là bạn của bà Lệ đã đến thông báo hủy buổi lễ vào ngày 22 tháng 7 năm 1998. Huy nhận tiền bồi thường 3.000 đô la Hồng Kông do Từ đưa, rồi sau đó trở về Trung Quốc. Ông ta không hay biết gì về vụ án năm thi thể ở Hoa Viên Đức Phúc. Huy nói sẵn sàng hỗ trợ cảnh sát điều tra, nhưng hiện tại không thể đến Hồng Kông do vấn đề thủ tục, phải đợi vài ngày nữa. Cảnh sát khám xét căn hộ của Huy trên đường Hậu Vương, tìm thấy một sợi dây ni lông màu xanh lam có nút thắt rất đặc biệt. Giám định kỹ thuật hình sự và nhân viên ngân hàng xác định đây chính là sợi dây ni lông dùng để buộc tiền mặt khi bà Lợi đến ngân hàng rút 770.000 đô la Hồng Kông. Huy bị cảnh sát coi là nghi phạm chính. Sáng ngày 27 tháng 7 năm 1998, cảnh sát Sán Đầu và tổ trọng án phía Hồng Kông đã thành lập đội điều tra chung về Huy. Tại hiện trường vụ án, 10 dấu vân tay của Huy được trích xuất. Cảnh sát quyết định lập tức bắt hắn. Tuy nhiên Huy đã bỏ trốn từ trước. Điều tra mạng lưới quan hệ của Huy, cảnh sát phát hiện hắn có một bạn gái tên là Ân Lệ. Cô ta từng ly hôn và đang nuôi con gái 6 tuổi. Hai người gặp nhau trong một quán rượu vào năm 1995. Huy thuê biệt thự cho Ân Lệ ở. Sau án mạng, hắn đã đưa người tình bỏ trốn. Đội điều tra tìm kiếm những nơi Huy có thể ẩn náu tại quê hương, nhà người thân và bạn bè. Cuối cùng xác định hắn đã đến huyện Thông Thành ở tỉnh Hồ Bắc, nương nhờ một người họ Vương từng được hắn cứu giúp, vẫn qua lại mật thiết với nhau. Đêm ngày 19 tháng 9 năm 1998, Huy cùng bạn gái bị bắt tại nhà Vương. Họ bị áp giải về Sán Đầu để thẩm tra và xét xử. Huy phủ nhận liên quan đến vụ án năm thi thể ở Hoa Viên Đức Phúc, nói rằng chạy trốn vì bị xã hội đen truy sát. Huy cho biết gia cảnh giàu có nên không thiếu tiền để phải đi cướp. Hắn tuyệt thực trong 4 ngày để kháng nghị cáo buộc và chứng tỏ bản thân không giết người. Tuy nhiên, dưới áp lực nhiều lần thẩm vấn, Huy cuối cùng cũng phải thú nhận tội ác vào ngày 27 tháng 9 năm 1998. Theo lời khai, đầu tháng 6 năm 1998, nhóm bà Cầm gọi điện cho Huy nhờ xem bói. Ngày 14 tháng 6 năm 1998, Huy xem bói cho 3 người trong khách sạn, nhận được 900 đô la Hồng Kông. Sau đó, bà Lệ hỏi Huy có thể làm phép kéo dài tuổi thọ hay không. Hắn nói việc này không khó, chỉ cần chuẩn bị tiền mặt theo tổng số tuổi của cả 3 người. Mỗi một tuổi tương ứng với 10.000 đô la Hồng Kông. Số tiền không thể ít hơn hay nhiều hơn. Sau khi làm lễ xong, sẽ hoàn lại đầy đủ. Ba người bọn họ hẹn làm lễ vào tháng 7. Trên thực tế, khi xem bói trước đó, Huy đã biết ba người này rất giàu có nên đã lên kế hoạch cướp của. Hắn lấy được một chai cyanua từ người bạn ở Sán Đầu, mang đến Hồng Kông với lý do khử độc ao cá. Ngày 19 tháng 7 năm 1998, Huy đến Hồng Kông, liên tục thúc giục nhóm bà Cầm chuẩn bị tiền mặt. Sáng ngày 20 tháng 7 năm 1998, Huy đề nghị xem bói trước khi làm lễ. Họ tập trung tại nhà bà Cầm. Huy yêu cầu cả ba viết nỗi khổ trong lòng lên tờ giấy đỏ. Ý đồ của hắn là dàn dựng hiện trường tự tử, đồng thời tìm cách đổ lỗi cho giáo phái bí ẩn. Ngày 21 tháng 7 năm 1998, tại nhà bà Cầm, Huy đã bảo các nạn nhân quỳ trước bàn, nhắm mắt và đọc thầm kinh văn. Nhân cơ hội đó, hắn đổ chất độc vào nước khoáng, sau đó lần lượt rót ra 5 bát. Huy nói, nước thần phải cho con cái uống trước mới có tác dụng. Bà Cầm liền bưng 2 bát vào phòng cho 2 đứa con gái uống, rồi trở lại phòng khách tiếp tục nhắm mắt tụng kinh. Sau đó, Huy yêu cầu 3 người phụ nữ đi đến những nơi khác trong nhà, uống nước và tụng kinh và tiếp tục chờ đợi phép màu. Hạ chết cả 5 nạn nhân, Huy lấy đi 1,3 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt, thu dọn chai nước và bát, rồi cùng người tình bỏ trốn về Sán Đầu trong đêm. Đội điều tra tìm thấy tung tích 1,3 triệu đô la Hồng Kông trong nhà em họ của Huy và nhiều tài khoản dưới tên người thân của Ân Lệ. Mặc dù phạm tội ở Hồng Kông, nơi đã bãi bỏ án tử hình, Huy bị xét xử tại tòa án thành phố Sán Đầu.
và phải nhận án tử hình vào ngày 23 tháng 3 năm 1998 vì tội cố ý giết người, cướp tài sản. Bản án được thi hành vào ngày 20 tháng 4 năm 1999. Vâng, vụ án này đã kết thúc câu chuyện của chúng mình ngày hôm nay. Nếu thấy hay, hãy để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video sắp tới trên kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.